Tiểu sử Phương Anh. Trần Thị Phương Anh thường được biết đến với nghệ danh Phương Anh là một nữ ca sĩ thành công với dòng nhạc bolero, trữ tình. Phương Anh sinh ngày 15 tháng 4 năm 1993 tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Trong gia đình có 6 anh chị em, cô là người con thứ 5. Ba mẹ cô là người gốc Huế vào Buôn Ma Thuột lập nghiệp và sinh sống. Phương Anh đam mê ca hát từ nhỏ và thường tham gia các hoạt động văn nghệ của trường từ thời tiểu học. Khi vào thành phố Hồ Chí Minh, Phương Anh theo học tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh để trau dồi và nâng cao khả năng âm nhạc của mình, đồng thời vẫn là thành viên tích cực trong ca đoàn Phục Sinh. Không lâu sau đó, cô được một người bạn giới thiệu đăng ký tham gia sân chơi thần tượng Bolero mùa 1. Và bất ngờ đến với cô khi tiến sâu đến top 4 của chương trình. Kết quả cô nhận giải đồng của cuộc thi thần tượng Bolero mùa 1 năm 2016. Sau cuộc thi, Phương Anh nhận được nhiều sự chú ý và yêu thích của nhiều người. Hiện tại, Phương Anh vẫn xuất hiện ở các sân khấu, phòng trà và được những khán giả yêu dòng nhạc Bolero yêu thích mến mộ. Cô luôn trân trọng cơ hội đó và sống hết mình trong từng ca khúc. Khi thu âm những ca khúc trong album, tôi nhắm mắt và cảm nhận. Bolero có sự nhẹ nhàng sâu lắng, có sự thủy chung, da diết và mỗi bài hát là một câu chuyện. Tôi luôn cố gắng đặt mình vào cảm xúc người nghe. Khi tôi hát, có người đã phải rơi nước mắt. Với tôi, đó là sự thành công.